Phùng Ngọc Huy lặng người xúc động khi thắp hương cho Mai Phương. Phùng Ngọc Huy vừa trở về Việt Nam sau 8 năm định cư ở Mỹ. Những ngày qua, khán giả không khỏi vui mừng khi thấy Phùng Ngọc Huy đoàn tụ cùng con gái La Vi. Trong lần trở về nước này, Phùng Ngọc Huy đến thắp hương cho Mai Phương. Nam ca sĩ có mặt tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ của Mai Phương. Anh không giấu nổi sự xúc động khi thấy di ảnh người cũ. Khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy lặng người thắp hương cho Mai Phương khiến người xem cảm động. Cũng trong dịp này, Phùng Ngọc Huy tình cờ được mới hát giao lưu với các Phật tử và nhiều nghệ sĩ khác để chào mừng đại lễ Vu Lan. Trong lúc trò chuyện với MC, nam ca sĩ gây xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến Mai Phương và con gái La Vi. Phùng Ngọc Huy cho biết, thời gian trở về Việt Nam không nhiều, có người mời nhận show đi hát nhưng không nhận vì muốn có thời gian bên con gái. Thực sự tôi về Việt Nam có 3 tuần thôi, các chùa cũng có mời đi hát, rồi sâu ca nhạc, nhưng sau 8 năm trở về nên 3 tuần này tôi muốn dành cho gia đình và con gái nên ít nhận show tuy nhiên lần này đến chùa như một cơ duyên anh với mc tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một bài hát chúc mọi người mùa vu lan bình an đó là ca khúc con gái nhỏ của ba phùng ngọc huy tâm sự tiếp lời nam ca sĩ mc chương trình cũng tiết lộ thêm về khoảng thời gian phùng ngọc huy ở mỹ nhưng vẫn lo lắng trọn vẹn cho cố diễn viên mai phương về mặt tâm linh Trước đó vài ngày, Phùng Ngọc Huy lần đầu tổ chức sinh nhật cho con gái tròn 10 tuổi. Dù không ở cạnh nhau trong nhiều năm, nhưng bé La Vi rất gần gũi và thân thiết với bố. Phùng Ngọc Huy còn nắm tay con gái khi phát biểu và gửi lời cảm ơn đến khách mời. Dù sinh sống và làm việc ở Mỹ, nhưng Phùng Ngọc Huy luôn hướng về con gái. Cô bé hiện đang được bảo mẫu nuôi dưỡng tại Việt Nam. Vượt qua nhiều khó khăn, Phùng Ngọc Huy cho biết đang hoàn thành các thủ tục để có thể đón con gái sang Mỹ. Phùng Ngọc Huy được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên truyền hình. Sự nghiệp ca hát không nhiều ấn tượng, anh tạo dựng được tên tuổi qua các bộ phim như Vai Quốc trong phim Cổng Mặt Trời, Giải Mai Vàng 2010 và các phim Chạm vào Quá Khứ, Mua Láng Giềng Gần, vân vân. Anh và cố diễn viên Mai Phương từng có 3 năm yêu nhau, tuy nhiên khi có một cô con gái chung thì cả hai vẫn quyết định chia tay. Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đi hát hỗ trợ, khán giả phản ứng bất ngờ. Mới đây nhiều đoạn clip Phùng Ngọc Huy biểu diễn tại một sân khấu ở hội trợ Duy Xuyên Quảng Nam được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ mặc trang phục lịch lãm gửi lời chào tới khán giả. Đã 8 năm rồi Phùng Ngọc Huy mới trở lại, xin dành một tràng pháo tay cho khán giả Duy Xuyên. Sau đó anh gửi đến người xem nhiều ca khúc sôi động sau 8 năm vắng bóng sân khấu ca nhạc. Ngoài các bài hát solo, Phùng Ngọc Huy còn thể hiện những ca khúc song ca với ca sĩ Châu Khải Phong, đông đảo khán giả vỗ tay reo hò cổ vũ và hát theo thần tượng. Nhiều người còn cầm điện thoại quay lại tiết mục của nam ca sĩ trên trang cá nhân phùng ngọc huy đăng tải lại loạt ảnh kỷ niệm buổi biểu diễn đồng thời bày tỏ sự xúc động khi khán giả đã cùng nhau thắp sáng đèn flash để cổ vũ anh trong lần đầu trở lại sân khấu sau nhiều năm xa xứ bên cạnh đó ca sĩ châu khải phong cũng khẳng định đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của hai anh em giọng hát của em huy vẫn hay như ngày nào tuyệt vời quá là một số bình luận của cư dân mạng những ngày qua thông tin phùng ngọc huy về việt nam đoàn tụ với con gái la vi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trước đó năm 2015, anh qua Mỹ định cư, con gái ở quê nhà với mẹ là diễn viên Mai Phương. Sau khi Mai Phương mất vào năm 2020, La Vi được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Trong 3 năm, Phùng Ngọc Huy không về Việt Nam, khiến anh đối mặt nhiều ý kiến trái chiều. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy ở Việt Nam quê quần bên gia đình và con gái cũng vừa tổ chức tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi cho bé La Vi. Theo MC Ốc Thanh Vân, nam diễn viên đã hát tặng La Vi bài Con gái nhỏ của ba. 8 năm trước, anh cũng thể hiện ca khúc này khi bé tròn một tuổi. Chia sẻ với truyền thông, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang chờ hoàn tất thủ tục bảo lãnh để đưa con gái La Vi sang Mỹ vào tháng 10. Phùng Ngọc Huy được ca sĩ Châu Khải Phong giúp đỡ tổ chức live show để kiếm thêm tiền lo cho con gái mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, biết bản thân còn nhiều khó khăn, ca sĩ Châu Khải Phong giúp đỡ Phùng Ngọc Huy tổ chức live show ở thành phố Hồ Chí Minh, một phần giúp Huy lấy lại cảm giác ca hát và đam mê, phần còn lại vì muốn giúp đỡ Phùng Ngọc Huy kiếm một khoản thu nhập để lo cho con gái. Sau 3 năm mai phương qua đời, đến nay Phùng Ngọc Huy mới có cơ hội trở về Việt Nam để chăm sóc cho con gái nhỏ. Đoàn tụ với con gái chưa lâu, mới đây Phùng Ngọc Huy tiết lộ bản thân đã quay trở lại với đam mê âm nhạc khi anh cùng người bạn thân xuất hiện trên một sân khấu âm nhạc. Có thể thấy trong hình ảnh đi kèm với bài đăng, có thể thấy không khí sôi động âm nhạc bao trùm lên sân khấu lẫn khán đài sự kiện vừa qua của Phùng Ngọc Huy và Châu Khải Phong. Đặc biệt dù đã rời quê hương 8 năm, Phùng Ngọc Huy vẫn luôn nhận được tình cảm, sự yêu mến của công chúng với biển người hò reo cổ vũ cho phần trình diễn của anh, không chỉ thông báo về Lượng vé trong đêm diễn này của nam ca sĩ đã chính thức được bán hết. Fan club Châu Khải Phong còn gửi lời chúc mừng đến Phùng Ngọc Huy và tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình. Phùng Ngọc Huy cũng không ngờ lượng vé lớn được bán nhanh như vậy. Anh rất xúc động về tình cảm của khán giả dành cho mình cũng như con gái La Vi. Cũng không quên cảm ơn sự giúp đỡ của người bạn thân Châu Khải Phong. Trước đó, ca sĩ Phùng Ngọc Huy lên kế hoạch đưa con gái La Vi qua Mỹ sum học sau khoảng 8 năm xa cách. Theo ca sĩ Đan Kim, Phùng Ngọc Huy hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi tháng 6 năm 2023. Trước đó anh định cư từ năm 2015, trải qua thời gian dài chưa về Việt Nam. Cha con Huy sắp gặp nhau sau nhiều sóng gió. Đan Kim nói là chi kỷ Đan Kim luôn hỗ trợ chia sẻ với Phùng Ngọc Huy trong cuộc sống, đặc biệt là sau khi mẹ bé La Vi, diễn viên Mai Phương qua đời. Hiện tại bé La Vi hơn 9 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Phùng Ngọc Huy thường xuyên gọi điện nói chuyện với con gái, bé cũng gắn bó với bố dù xa cách. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Phùng Ngọc Huy bày tỏ mong muốn lớn nhất của anh là được chăm sóc con. Hiện Phùng Ngọc Huy đang sống ở bang California, chủ yếu bán hàng online và thỉnh thoảng đi hát. Anh cho biết thu nhập từ công việc này không nhiều, chỉ đủ lo sinh hoạt phí, gửi về nuôi con. Tại Mỹ, ca sĩ có chị gái, bạn bè, đặc biệt là người yêu tin đồn đan kim nhưng không muốn nhờ vả mà thích tự bươn trải. Theo anh, gần 8 năm ở Mỹ cho anh nhiều bài học để trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Ốc Thành Vân khóc nghẹn tiễn bé La Vi ra sân bay, lên đường sang Mỹ cùng ba Phùng Ngọc Huy. Sáng nay trên trang cá nhân của mình, Ốc Thành Vân chia sẻ hình ảnh đưa các con ra sân bay tiện bé La Vi lên đường sang Mỹ cùng ba ruột. Được biết Phùng Ngọc Huy đã tốn nhiều thời gian và công sức để hoàn thành thủ tục để có thể đoàn tụ con gái. Ốc Thanh Vân cũng tặng La Vi 500 triệu đồng làm lộ phí và chi phí sinh hoạt thời gian đầu trên đất Mỹ, khiến Phùng Ngọc Huy rất xúc động. Tuy rất mừng cho bé La Vi được đoàn tụ cùng ba ruột, nhưng Ốc Thanh Vân xúc động phải xa bé La Vi vì cô luôn xem bé như con ruột trong nhà yêu thương và cho La Vy chơi với các con của mình từ nhỏ. Hai cô bảo mẫu của bé cũng có mặt ở sân bay để tiễn bé La Vy. Sau khi La Vy sang Mỹ, cô bảo mẫu My Châu cho biết cũng đã có những dự định của riêng mình. Tuy rất nhớ La Vy nhưng cô sẽ mừng vì bé cũng đã được đoàn tụ với La Vy. Trước đó được biết, Phùng Ngọc Huy cho biết vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái La Vy sang Mỹ sum học sau 8 năm xa cách. Trong cuộc trò chuyện với Thúy Nga mới đây, ca sĩ cho biết đã đặt vé máy bay để ngày 10 tháng 8 về Việt Nam thăm gia đình rồi anh lên kế hoạch chuẩn bị tương lai cho con gái La Vi 10 tuổi tại Mỹ. Tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón bé qua. Sắp thành gà trống nuôi con, Phùng Ngọc Huy không tránh khỏi lo lắng vì La Vi đang vào giai đoạn thay đổi tính cách. Nhưng anh yên tâm vì bên cạnh có chị gái, hiện sống ở Dallas. Nhiều người khác sẵn sàng giúp đỡ, cho hai ba con lời khuyên. Trong cuộc trò chuyện với Thúy Nga mới đây, ca sĩ cho biết đã đặt vé máy bay để ngày 10 tháng 8 về Việt Nam thăm gia đình kế đến anh lên kế hoạch chuẩn bị tương lai cho con gái La Vi 10 tuổi tại Mỹ. Tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón con. Bé La Vi, tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, là con gái của Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương. Phùng Ngọc Huy từng tổ chức tiệc thôi nôi cho bé La Vi sau đó qua Mỹ khi bé được hơn một tuổi. Sau khi Mai Phương qua đời, gia đình nhờ các bảo mẫu tiếp tục nuôi dạy con. Nam ca sĩ ở Mỹ nỗ lực làm việc để lo chi phí sinh hoạt chờ ngày gặp con. Anh trải qua thời gian vất vả khi hòa nhập cuộc sống mới, phải bán hàng online để mưu sinh.